Ông chú cơ bắp cuồn cuộn này tên là Ki Chae-on, chú ấy từng là một nhà vô địch quyền Anh, một thanh niên khỏe mạnh cường tráng chỉ cần ăn một đấm của ông chú này là đắp chiếu ngay tại chỗ. Vậy mà một hôm nọ có tụi ban giám khảo kia dám gian lận kết quả ở trong giải đấu quyền Anh, Ki Chae-on cay cú đi đến nói chuyện phải trái với họ. Tuy nhiên lúc này đã có một tên máu liều nhiều hơn, máu não đứng dậy đòi đánh Ki Chae-on, kết quả là bị Ki Chae-on đấm cho một cái sướng hết cả người, yếu mà cứ thích ra gió. Nhưng chính vì hành động thiếu suy nghĩ dại dột đó, khiến Ki Chae-on bị loại khỏi hiệp hội, không được quyền dạy võ cho cậu học trò nào nữa. May mắn sao vẫn còn có cô bạn thân giới thiệu, cho Ki Chae-on đi làm giáo viên thể dục ở một ngôi trường cấp 3. Trên đường đi thì đột nhiên xe của Ki Chae-on bị thủng lốp, ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Lúc đó Ki Chae-on đi đến tấm biển, thì thấy rất nhiều tờ báo thông báo một nữ sinh bị mất tích bí ẩn tên Mi-chan. Một lúc sau Ki Chae-on cũng đã được hộ tống về khu phố ở gần trường học. Đứng từ xa Ki Chae-on nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang gây chuyện với nhau. Thật ra thì nữ sinh Mi-chan bị mất tích trước đó chính là bạn thân của Jo-jin. Tuy nhiên ba chị đại học đường dám vẽ bậy lên tờ báo mất tích khiến cho cô rất tức giận, có ngon thì nhào vô ăn bố mày trước đi. Trong khi đó Ki Chae-on tốt bụng đã đi lại khuyên ngăn các cô em gái không nên gây lớn chuyện, kết quả là bị chị đại mắng chửi ngược lại. Ông chú đừng có mà lo chuyện bao đồng ở đây. Ki Chae-on nghe xong thì ngượng ngùng bỏ đi nơi khác. Jo-jin cũng không phải dạng vừa cảnh cáo chị đại rằng lần sau dám vẽ bậy lên tờ giấy báo mất tích của cô bạn Mi-chan thì đừng có trách. Hóa ra Jo-jin với Mi-chan từng là một cặp bạn thân tri kỷ, nhưng không hiểu tại sao Mi-chan lại mất tích một cách đột ngột khiến cho cô bạn Jo-jin rất lo lắng. Thật ra Mi-chan đã bị bắt cóc rồi mà chưa ai biết. Đêm hôm đó Jo-jin trên đường về nhà một mình thì bị một tên lạ mặt khác theo dõi phía sau. May mắn lúc này đã có một chiếc xe buýt đi ngang qua. Jo-jin nhanh chóng lên chiếc xe buýt đi về nhà cho an toàn, nếu không thì cũng đã gặp chuyện xấu với tên lạ mặt đáng sợ kia rồi. Vậy hắn ta là ai mà lại âm thầm theo dõi Jo-jin như thế? Qua ngày hôm sau Ki Chae-on cũng được nhận việc vào trường học. Tuy nhiên những giáo viên ở đây thì lại rất thờ ơ chú ấy. Ki Chae-on được sắp xếp ngồi gần với một thầy giáo hot boy. Nhiệm vụ của Ki Chae-on là đi đòi nợ các em học sinh còn thiếu học phí của nhà trường. Cơ mà các nữ sinh viên ở đây rất vô ý thức, đi đụng Ki Chae-on một cái không xin lỗi mà còn mắng trách chú ấy không nhìn đường. Thấy Ki Chae-on đi thu tiền nợ học phí thì vô cùng khinh thường. Cũng may là chú hiền trừ tính nóng như kem thì đấm cho vỡ mồm. Trong khi đi đòi nợ thì Ki Chae-on đã gặp phải thầy giáo chủ nhiệm của trường. Ông ta còn là một nhà tài phiệt đang được bầu cử làm quận trưởng. Một lúc sau Ki Chae-on cũng đã bắt gặp được Jo-jin. Hóa ra cô ấy cũng là học sinh của trường này, mà học phí cả mấy tháng trời vẫn chưa đóng. Suy cho cùng cả ngày nay Ki Chae-on đi đòi nợ chẳng thu thập được kết quả tốt lành gì. Thế là trong khi đang đi toilet, một thầy giáo khác đã chỉ cho Ki Chae-on cứ đi thẳng về khu phố phía sau trường học, đa số học sinh thiếu nợ đều tập trung ở đó để hút thuốc. Ki Chae-on nghe xong cũng tin tưởng mà đi xuống khu phố sau trường học. Ai ngờ học sinh tụ tập ở đâu thì không thấy, chỉ thấy có quán cá viên chiên thì chú tấp vào ăn luôn. Ăn xong thì chú lại đi chơi trò gắp thú bông. Không ngờ một ông chú đô con lực lưỡng như thế này lại có sở thích như một đứa trẻ con. Đi được một lúc thì Ki Chae-on lại nhìn thấy nữ sinh Jo-jin đang trốn học đi đâu đó. Thật ra cô bạn này vẫn đang đi tìm tung tích của Mi-chan. Một mình Jo-jin tiến thẳng vào quán gái ngành mà không biết rằng đang đi nhầm vào hang cọp, không may đã bị bọn xã hội đen bắt gặp. Jo-jin vẫn dại dột chạy đến hỏi bọn chúng có biết cô bạn Mi-chan này không. Bọn xã hội đen có vẻ biết cô gái ấy nhưng cứ lưỡng lự không chịu nói ra, lập tức đuổi Jo-jin đi ra khỏi nơi đây. Lúc đó Ki Chae-on theo dõi nữ sinh ấy cũng đã vào được tận đây rồi. Jo-jin thấy vậy thì lập tức chạy lên phía trên tìm cô bạn Mi-chan thử, kết quả là bị bọn chúng khống chế lại. Tên mập to con cản đường thì bị Ki Chae-on hất sang một bên. Thằng nào dám động đến học trò của Ki Chae-on thì hơi sai lầm rồi đấy. Tên quản lý thấy Ki Chae-on khỏe mạnh thế cũng tái xanh cả mặt mày, dám hó hé là không còn cái răng húp cháo. Ra về Ki Chae-on còn mắng Jo-jin rằng tại sao dám đi một mình tới những nơi phức tạp như thế này. Nếu có tìm cô bạn thân bị mất tích thì hãy trình báo lên nhà trường hoặc cảnh sát để họ giúp đỡ. Nhưng Jo-jin nói rằng cô ấy đã thử hết tất cả cách đó rồi, tuy nhiên không một ai tin đây là một vấn đề cả. Giáo viên và cảnh sát bây giờ không hề quan tâm đến học sinh sống chết ra sao. Trên đường về Ki Chae-on cứ khăng khăng bảo Jo-jin lo học hành, bởi vì thi cử sắp đến nơi rồi. Nhưng cô bé đã giận hờn chú ấy mà bỏ về một mình. Người ngoài cuộc làm sao mà hiểu được vấn đề mà Jo-jin đang gặp phải. Đang đi trên đường một mình về nhà thì Jo-jin đã bị tên lạ mặt trước đó tóm lại được. Lúc này Ki Chae-on thấy điện thoại của Jo-jin còn ở trên xe cho nên đã lập tức quay lại. Kẻ xấu chuẩn bị bắt cóc Jo-jin đi thì bất ngờ thấy Ki Chae-on đang quay lại. Không còn cách nào khác, hắn ta đành phải tẩu thoát thật nhanh. Thế là Jo-jin đã được Ki Chae-on cứu một mạng rồi. Ở trên bệnh viện họ đã trình bày tất cả sự việc cho thám tử cục huyện nghe. Cơ mà họ chỉ nhắc nhở Jo-jin rằng lần sau đừng có cố đi về một mình như thế sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó Jo-jin cũng đã trình báo sự việc mất tích của cô bạn Mi-chan cho họ nghe. Tuy nhiên bọn thám tử chỉ thờ ơ mà bỏ ra về. Bọn này chắc dùng tiền mua chức vụ đây mà. Ki Chae-on dường như cũng cảm nhận rằng bọn lãnh đạo ở đây làm việc không ra trò trống gì. Tối hôm đó chú ấy về lục lại thông tin cô bạn Mi-chan bị mất tích ra xem thử, biết rằng Mi-chan vẫn còn có bà nội. Chú ấy đến nhà hỏi thăm,
thì bà nội nói rằng Lee Chan đã mất tích hơn cả tháng trời rồi. Bà ấy và Jo Jin đã trình báo sự việc lên cho cảnh sát, nhưng họ đến giờ vẫn chưa chịu điều tra. Thế là Ki Chae-on đã tự mình đi nộp đơn trình báo lên cảnh sát, bắt bảo vệ bằng mọi giá phải chuyển giao đơn của chú ấy lên cục cảnh sát nhanh nhất có thể. Tuy nhiên tên thám tử trước đó đã mắng chửi anh bảo vệ rằng phải rút lại đơn trình báo của Ki Chae-on, chắc hẳn tên này đang cố che giấu một sự thật động trời gì đó. Trở lại tình thế của Ki Chae-on đang kiểm tra từng phòng toilet xem, thì lại phát hiện ra một cái máy camera quay lén được đặt trong nhà vệ sinh nữ. Không biết tên biến thái nào dám làm chuyện động trời như thế này. Ki Chae-on lấy dữ liệu từ camera đó kiểm tra thử, thì thấy gã thầy giáo hot boy chính là thủ phạm. Ban đầu Ki Chae-on cũng không tin rằng hắn ta là một kẻ sống dơ bẩn như thế. Trong khi thầy giáo biến thái đó đi ra ngoài, Ki Chae-on đã lén lút mở laptop của hắn ra xem thử, thì thấy Jo Jin đang có cuộc hẹn với hắn ta. Không những thế, Ki Chae-on còn thấy được đoạn chat tin nhắn cuộc hẹn của cô bạn Mi Chan và gã thầy giáo hot boy. Thời gian họ hẹn nhau trùng khớp với ngày mà cô bạn Mi Chan bị mất tích. Thấy gã thầy giáo đó là kẻ đáng nghi ngờ, Ki Chae-on lập tức gọi điện cho Jo Jin để báo tình hình. Chú ấy đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Jo Jin nghe về gã thầy giáo bệnh hoạn đó. Cô bé nghe xong thì tái xanh cả mặt mày, không ngờ cái tên tử tế này lại thâm hiểm như thế. Nhưng bây giờ đã lỡ ngồi trên lưng cọp rồi thì khó mà thoát được. Tên biến thái này đã kiếm cớ thắt dây an toàn cho Jo Jin. Dường như tên này hiểu rằng Jo Jin đã biết một chút sự thật gì đó về hắn. Không còn cách nào khác, Jo Jin đã nhắn tin địa chỉ cho Ki Chae-on và bật định vị điện thoại lên cho chú ấy đi tìm. Cơ mà tên thầy giáo bệnh hoạn lúc này cũng đã lộ rõ bản mặt thật ra rồi. Jo Jin vừa nói mấy câu thì hắn ta đã đánh cô bé ngất xỉu ở trên xe luôn. Vài tiếng sau, Jo Jin tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói chặt lại. Còn tên biến thái này thì cứ thản nhiên bảo cô bé là đồ ngu, mày muốn bỏ trốn khỏi tao sao? Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế. Lúc này Ki Chae-on cũng đã tìm ra được vị trí của Jo Jin rồi. Chú ấy đột nhập vào bên trong thì thấy Jo Jin đang bị tên thầy giáo biến thái khống chế. Cơ mà Ki Chae-on vừa mới đấm vài đấm thì cánh cửa đã bị xé nát ra rồi. Tên biến thái thấy thế thì đỏ bừng cả mặt, kết quả là ăn một đấm đau thấy ông bà luôn. Đụng vào học trò của Ki Chae-on là sai lầm rồi chú em. Tên biến thái cố gắng van xin Ki Chae-on tha mạng vì sự bồng bột của mình. Ki Chae-on liền tra hỏi vụ mất tích của nữ sinh Mi Chan, có phải hắn ta là chủ mưu không? Tên biến thái bảo rằng hắn ta không có liên quan gì đến vụ mất tích của nữ sinh Mi Chan. Vốn dĩ đêm Mi Chan mất tích thì hắn có tìm thấy điện thoại của cô ấy ở khu nhà hoang. Lúc đó tên này cũng biết rằng nữ sinh đó đã gặp chuyện xấu. Vốn dĩ hắn ta không muốn báo cảnh sát là vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Một phần là do bọn lãnh đạo ở đây làm ăn như giái họ. Ki Chae-on nghe xong thì nửa tin nửa không liền áp giải tên biến thái đó đến cục huyện để trình bày sự việc. Chú ấy còn không quên trình báo vụ mất tích của Mi Chan cho tên thám tử nghe. Thám tử thì cứ bảo rằng ông ta sẽ xem xét lại vấn đề này, nhưng thực chất ông ta chỉ nói bằng mồm mà thôi. Lúc này Ki Chae-on cũng đã nghi ngờ cái tên thám tử ăn hại đó rồi. Ki Chae-on nói chuyện với bảo vệ về tờ đơn trình báo. Anh ta nói rằng đơn trình báo của Ki Chae-on đã bị từ chối do tên thám tử kia không cho phép. Thật ra thì cái tên thám tử này cũng là đồng bọn cùng với băng xã hội đen làm ăn phi pháp. Ông ta nói với tên quản đốc rằng Ki Chae-on đang làm đơn trình báo vụ việc mất tích của nữ sinh Mi Chan lên cục huyện, thậm chí còn gửi thêm vật chứng của nạn nhân. Tên quản đốc nghe xong thì nhanh chóng báo cáo cho tên cầm đầu biết, mà tên cầm đầu không ai khác lại chính là thầy hiệu trưởng trường học của Jo Jin. Ông ta bảo tên quản đốc phải nhanh chóng xử lý cái thằng Ki Chae-on đó để bịt đầu mối. Thế là qua ngày hôm sau, tên hiệu trưởng đã thẳng tay sa thải Ki Chae-on ra khỏi trường học. Lý do gì thì Ki Chae-on cũng éo biết, chỉ biết là cuốn gói về nhà. Ngày tiếp theo, xác chết của nữ sinh Mi Chan cũng đã được đội cứu hộ tìm thấy. Ki Chae-on biết được tin thì vô cùng buồn bã cho nữ sinh xấu số đó, nhưng cô bạn thân Jo Jin mới là người đau đớn nhất. Suốt cả tháng trời ròng rã tìm kiếm bạn thân, hôm nay biết bạn thân đã lìa xa khỏi đời thì vô cùng đau đớn. Chắc có lẽ đây là cú sốc nghiệt ngã sẽ in đậm sâu trong tim của cô bé đáng thương ấy. Bà nội ở trong bệnh viện biết tin cháu gái đã chết thì đau xót không kém. Cũng may là còn có Jo Jin với Ki Chae-on quan tâm chăm sóc. Thấy cái chết của nữ sinh Mi Chan rất đáng thương, anh bảo vệ đã can đảm đi đến phòng làm việc của tên thám tử lén lút lấy cái điện thoại của Mi Chan điều tra. Không may tên thám tử cũng đã check camera lại và biết anh bảo vệ đang âm thầm giúp Ki Chae-on. Anh bảo vệ đi đến tiệm điện thoại thì đã khôi phục lại được dữ liệu, kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi thì thấy Mi Chan có liên lạc cho một cô gái ngành tên là Kim Chun. Lập tức gọi điện báo cáo cho Ki Chae-on biết, nhưng vừa nói xong thì tên thám tử đã sai người đánh anh bảo vệ ngất xỉu. Thế là một mình Ki Chae-on đi đến quán gái ngành trước đó để tìm Kim Chun. Cô ấy cũng đã kể hết sự thật cho Ki Chae-on nghe. Thật ra trước đây Mi Chan có làm gái ở khu này, mà những bọn đàn ông hám sắc dục vọng ở đây sống hèn hạ như thế nào chắc ai cũng biết rồi đấy. Có một lần Mi Chan đã làm thương một vị khách VIP rồi bỏ trốn. Tên quản đốc vô cùng cay cú sai bọn đàn em phải tìm ra được Mi Chan bằng mọi giá. Ngược lại Kim Chun thì rất lo lắng cho cô bé ấy. Cô ta nhắn tin hỏi thăm hiện tại Mi Chan đang ở đâu. Tuy nhiên ngay lúc đó họ cũng đã mất liên lạc với nhau rồi. Kể chưa xong thì Kim Chun thấy bọn xã hội đen cầm hàng nóng đi tìm ai đó. Thật chất bọn chúng đang đi tìm Ki Chae-on. Thế là cả hai bên đã xảy ra xô xát với nhau.
bọn này thì cứ láo nháo mà không biết khi Cheon là nhà vô địch quyền Anh, nguyên cả băng mà đánh cũng không lại ông chú. Cứ mỗi tên ăn một đấm là chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tên quản đốc vẫn cố chấp cầm con dao găm ra khẻ Ki Cheon, kết quả là bị Ki Cheon cho ăn mấy bạt tay rồi bất tỉnh nhân sự. Đợi tên quản đốc tỉnh lại, thì Ki Cheon mới tra hỏi vụ án nữ sinh Mi Chan bị sát hại, tên này cũng bảo rằng hắn ta không phải là kẻ đã giết chết Mi Chan. Đúng là đêm đó hắn ta có đi tìm nữ sinh đó, nhưng đến khu nhà hoang, thì hắn lại phát hiện ra Mi Chan đã bị giết chết bởi một gã đồ đen bí ẩn. Phía bên này Jojin đang đi vệ sinh cũng đã bị tên bí ẩn đó tóm được rồi. Vậy hắn ta là ai mà lại nhắm đến hai cô bạn thân đó? Khi Cheon nghe tin tên thầy giáo biến thái trước đó đã được thám tử thả ra thì vô cùng lo lắng. Đúng như vậy, Mi Chan đã bị tên thầy giáo đó bắt cóc đến căn phòng bí mật. Hắn ta chính là kẻ áo đen bí ẩn theo dõi Jojin suốt thời gian qua. Tên biến thái này kể cho Jojin nghe rằng đúng là đêm đó hắn ta đã bắt cóc Mi Chan đến khu nhà hoang và lỡ tay bịt mũi cô ấy lại. Tưởng chừng như lúc đó Mi Chan đã chết rồi, ai ngờ cô ấy đã sống lại. Nhưng không may lúc đó tên thầy hiệu trưởng cũng đang ở đây. Ông ta vì muốn bịt đầu mối mà thẳng tay giết chết Mi Chan thêm một lần nữa. Vốn dĩ ông ta là kẻ cầm đầu cho gái ngành mà Mi Chan lại chính là người phục vụ của ông ấy. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc mà thôi. Phía bên này Ki Cheon cũng đã quay lại căn nhà của tên thầy giáo biến thái. Chú ấy phát hiện ra ông thầy hiệu trưởng cũng chính là nghi phạm gây ra cái chết của nữ sinh Mi Chan. Nhìn thấy địa chỉ căn phòng bí mật của tên thầy giáo biến thái thì chú ấy lập tức dò theo. Phía bên này Jojin đang cố gắng chạy thoát khỏi tên súc vật bệnh hoạn đó. Hắn ta khóa chặt cánh cửa lại và đập vỡ miếng chai ra khắp cả căn nhà. Jojin trốn ở một góc vô cùng sợ hãi, không biết có sống qua khỏi đêm nay không. Cô ấy lấy hết can đảm bỏ chạy thì đã dẫm phải mảnh chai ở dưới nền nhà. Không may đôi chân đã bị trọng thương nặng và ở trên cổ cô bé cũng đã bị một mảnh sành đâm vào. Tên biến thái thấy thế vô cùng thỏa mãn, nhưng xui cho hắn là Ki Cheon cũng đã tìm đến được tận đây rồi. Thấy Jojin bị thương nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà khiến Ki Cheon vô cùng lo lắng. Tên biến thái kia lén lút cầm con dao chạy đến đâm Ki Cheon một nhát ngay bụng, nhưng nhà vô địch quyền Anh dễ gì bị hạ gục bởi một con dao nhỏ bé thế kia. Cái kết của tên súc vật này chắc ai cũng biết rồi đấy, chú mà đánh hắn ta không thương tiếc, đấm không biết bố cháu là ai. Cho dù tên này có cầu xin đến mấy vẫn bị Ki Cheon cho ăn hành ngập mồm, suy cho cùng những thành phần như thế này rất xứng đáng nhận một vé đăng xuất khỏi trái đất. Thế là Ki Cheon dồn hết sức đấm tên đó một phát, cuối cùng knock out ngay tại chỗ. Một mình Ki Cheon cố gắng cầm vết thương cho Jojin và chở cô bé đi đến bệnh viện nhanh chóng. Thầy giáo nào mà cũng tốt bụng như chú thì mọi chuyện đã không xảy ra tồi tệ như thế này. Cũng may là cô bé Jojin ấy vẫn giữ được mạng sống. Trở lại tình thế của thầy ông nội, à quên thầy hiệu trưởng. Ông ta chính thức được người dân bầu chọn thành quận trưởng. Những con người mù lòa ở đây chỉ biết tung hô kẻ súc vật đó mà không biết rằng hắn ta là kẻ giết người. Nhưng việc người làm thì trời biết. Trong khi ông ta ra về trong chiến thắng thì đã bị Ki Cheon lao xe chạy đến tông một phát thật mạnh. Tên thuộc hạ đi xuống cản đường thì bị Ki Cheon đánh cho bay máu luôn. Vậy mà tên thầy hiệu trưởng vẫn thản nhiên chửi Ki Cheon là đồ hung hãn. Ki Cheon lập tức đấm vào kính xe hăm dọa ông ta một cái. Lúc đó cảnh sát cũng đã đến tận nơi rồi. Hóa ra Ki Cheon đã cung cấp tất cả bằng chứng cho cảnh sát đến áp giải tên súc vật này đi. Cái kết của bộ phim là những con người độc ác đó bị lãnh án tù chung thân, từ thằng thám tử ăn hại cho đến kẻ cầm đầu đường dây gái ngành đều phải nhận lấy cái giá cực đắt. Các biển báo của tên thầy hiệu trưởng đã bị người dân tháo bỏ xuống. Ki Cheon thấy thế cũng đã nhẹ lòng, cuối cùng cũng đã xử lý được những kẻ xấu đó. Ki Cheon còn tặng cho Jojin con cún bông để làm quà kỷ niệm. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.